vì á, em nghĩ chắc do em tuổi dần nữa chị nên cao số. À, tuổi dần nên cao số, 28 tuổi dần đúng rồi. À, cái công việc của em thì tiếp xúc với lại cỡ là tuổi em thì nó ít lắm anh. Em tiếp xúc hầu như là Thúy Nguyên nhiều. Bởi vậy hiện giờ em cũng chưa có tình dắt dai. Cái thứ hai thì cái tính tình của em cũng thích tự do chút xíu. Nên tới lúc mà đi ngoài đường thấy người ta có gậy ngồi ở bên cũng thấy sướng sướng. Mà anh có em mới nhìn lại thấy mình cũng tới tuổi rồi, cái vô tình xem chương trình thấy cũng hay hay nên thôi, biết đâu được anh. Gì biết đâu được anh, biết đâu được cái con bên kia. Trời ơi, chắc tôi đứng nói chuyện quá. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào các vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Ngọc ạ. À, năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thôi Tường khỏi nói, ngồi. Thuộc bài dữ ha. Chúng ta sẽ gặp chàng trai của ngày hôm nay. Xin mời. Chào bạn. Chào Quyền Linh. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Gì vậy? Thấy vậy nha. Trời ơi, thấy quá đẹp trai luôn hả? Đẹp trai. Gì? Lạ. Bạn tên gì? Kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Đoàn Công Hải. Năm nay mình 29 tuổi. Đang làm nghề gì? À, mình hiện là cán bộ văn hóa thông tin. Cán bộ văn hóa thông tin hả? Tưởng đâu à, bạn cái chức danh nó đầy đủ của em là cán bộ văn hóa thông tin, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và gia đình. Trời ơi. Danh dài dữ á. Nó có dính tới văn nghệ nên anh thấy em nó vậy á. À, vui đúng không? Yeah. Vui. Văn nghệ cái bài hát mà vui vui không, hát tặng bài lấy không khí ơi. Vui nha. Em không có biết hát anh. Không biết hát làm văn hóa văn nghệ. Dạ em làm cán bộ thì em mướn đạo diễn hay mướn thầy gì dạy chứ anh em đâu biết dạy. Em ơi, dạ, nhưng mà chị thấy lạ lắm tại vì thường á người ta nói kiều nữ gặp đại gia mà đại gia thì thích chân dài, mà em thì chân quá dài. Mà sao em không có đại gia? Dạ, vì á em nghĩ chắc do em tuổi dần hả chị nên cao số. À, tuổi dần nên cao số, 28 tuổi dần đúng rồi. Bây giờ mà nếu mà gặp người đúng đối tượng là cưới liền luôn chưa? Cũng lớn tuổi rồi. Dạ có chị. Cưới liền phải không? Dạ. Bên kia có muốn cưới liền không nè? Có chị, có chị. Có chị đúng không? Thì em muốn cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Dạ, bạn trai em thì em mong muốn là cao hơn em một xíu, khoảng 1m74 chị. Em cao bao nhiêu? Dạ, em 73. Em 73 rồi em quất đôi giày vô nữa thành 1m8. Xin lỗi chị hỏi nha, em cao được mét mấy vậy? Dạ em đủ chuẩn của bạn bên đó chị ơi, em mét 75. Em thấy bạn đó nói vậy em mừng lắm. Mừng lắm ha. Dạ. À, bây giờ em thích cái người bạn trai của mình là như thế nào? Tính cách thì là rất là nghiêm túc trong tình yêu chị, vui vẻ quá trời vui luôn. Bạn 30 tuổi rồi làm cái công tác như vậy tôi nghĩ rằng bạn là một người rất là năng động, vui vẻ hoạt bát. Tại sao bây giờ vẫn chưa có người yêu? À, cái công việc của em thì tiếp xúc với lại cỡ là tuổi em thì nó ít lắm anh. Em tiếp xúc hầu như là thiếu nhi nhiều. Bởi vậy hiện giờ em cũng chưa có tình dắt dai. Với cái thứ hai thì cái tính tình của em cũng thích tự do chút xíu nên tới lúc mà đi ngoài đường thấy người ta có ghệ ngồi ở bên cũng thấy sướng sướng. Mà không có em mới nhìn lại thấy mình cũng tới tuổi rồi, cái vô tình xem chương trình thấy cũng hay hay nên thôi, biết đâu được anh. Gì biết đâu được anh? Biết đâu được cái cô bên kia. Nhưng mà biết đâu được cô bên kia, biết đâu được anh. Em ơi cho chị Tường hỏi nè, nhưng mà giờ em đến chương trình là em muốn tìm ghẹ hay là em muốn tìm vợ? Em muốn tìm ghẹ thì tìm hiểu thì ghẹ là gì? À em muốn tìm con gái. À, ghẹ. Chưa có manh tình nào dắt dai trơn, thiệt tình luôn vậy hả? Dạ thiệt chị. Yêu tại sao không dám nói hay sao? Em nhắc gái lắm anh ơi. Rồi mẫu người bạn gái của bạn như thế nào? À, em rất là giản dị nên em cũng muốn bạn gái em giản dị, vui giống em, tưng chút xíu thôi được, đừng có cùng quá. Một chút xíu vẫn được phải không? Dạ tưng chút thôi chị Cát Tường ơi. Không thích gì ở mẫu bạn gái của mình? Em không thích mẫu bạn gái của em là ngồi đừng có gác trên lưng ghế. Gác ghế mà sao? Dặn như nè anh. Ghét của mình. Trời đất ơi, nói gì chứ dưới quê ta ngồi vậy không hay không? Không, ở nhà thì được, ngồi ở nhà thì được anh ơi. Còn ví dụ mà đi với em thì đừng có ngồi vậy chứ đừng có chơi móng tay móng chân. Thương bằng chân sao mà không thích? Sơn cho đẹp chứ có gì đâu thích. Em nhìn nó sao sao á. Sao là sao? Sơn móng tay là sao? Bạn nói cụ thể đi. Sơn móng tay bạn thấy sao? Đẹp là khẩu quá ông ơi. Thời buổi giờ nó sống tao lèo lẹt anh. Em thích dạng vậy. À không thích lèo lẹt. Dạ đúng rồi anh. Thôi giờ gặp luôn đi. Gặp đi, gặp đi. Ngon quá rồi. Trời ơi, móng tay móng chân. Để coi coi thử coi. Có sơn móng tay móng chân không? Không. Không có sơn móng tay móng chân. Có sơn mắt được không? Dạ được. Dễ thương, vui. Dạ, tính ảnh cũng rất là vui vẻ, hòa đồng anh. Thấy hợp chưa? Dạ, chắc là hợp. Hợp rồi thì gặp. Để tôi gặp trước đi ông. Trời ơi, ham quá. Không móng tay, móng chân. Đi la cà. Ý, cũng dạ. Lạ quá ha, gu lạ. Cái gì đâu gu. Hai bên láng quá vậy. Cái gì dễ đâu, lấy cái tô đó, úp lên vậy nè. À, chưa lại còn nhiêu là láng. Cạo xung quanh rồi, dỡ cái tô ra, nó vậy thôi gì đâu. Phải đúng nó phải lâm không à, ăn gian nó thêm. Phong độ hả chị ha? Phong độ, phong độ. Tự tin, ok, được, được, được. Được em, rất là dễ thương em ơi. Được, được, rồi cho gặp nhau đi, em chịu rồi đó. Tôi nhấn nút cho. Các bạn có 2 phút. Đó, nhìn qua, em nhìn trước đi, thấy phía sau không? Thấy mái tóc ánh kim không? Thấy sao, thấy sao? Lạ quá hả? Lạ, lạ chưa? Lạ. Cái tóc bóc lại khó lắm em. Giống như là kêu đi ăn trái thanh long mà đừng bỏ hột vậy đó. Ngon quá. Nhìn nhau 2 phút. Em chào anh ạ. Chào em. Nhìn em anh gung quá. Gung với gõ. Anh quê ở đâu ạ? À? Anh nghe như miền Tây vậy? Anh quê quán Bình Dương nhưng mà sanh ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Lớn lên cũng ở đây, nhà cũng ở đây. Dạ. Còn em? Dạ em thì quê Bình Định ạ. Em biết múa võ không? Dạ không ạ. Hên quá. Hay quá. Anh sợ biết múa võ lỡ mốt anh đi chê quýnh à. Em hiền mà. Em thấy anh sao? Dạ rất là dễ thương ghê. Thấy anh đẹp trai không? Cái gì đâu mắc cỡ, đâu mắc cỡ. Mình nói chuyện nói gì. Câu hỏi này khó quá anh. Nói đại, nói thật lòng đi. Nói thật mất lòng anh. Không sao, nói đại đi. Sao là không đẹp rồi. Anh nói đại mà. Đủ đẹp anh. Đủ. Đủ là được. Anh cảm ơn em. Em có muốn hỏi gì về anh không? 30 giây nữa. 30 giây còn lại em hỏi anh đi. Anh thích hay thích đi chơi á. Nhưng đúng mà rồi. Em ngược lại thì em không hay ở nhà. Không phải không thích mà là ở nhà nhiều á. Thì anh có như khi quen nhau mà em cũng không đi được chơi được nhiều thì có sao ạ? À? Đâu có sao, em miễn sao em cho anh đi được rồi. Rất đơn giản, rất đơn giản. Tiếp tục, tiếp tục. Anh hỏi em. Nhà em ở đây là em ở nhà em ở đây hay là em vô đây em làm thôi? Em vô đây làm thôi anh. Em ở với 2 đứa em của em. Hai em còn 2 đứa em nữa. Thôi hết vui rồi. Bạn để tay vô nút bấm đi. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình. Ê, không phải không phải. Cán bộ gì đó, gì thể dục thể thao, văn hóa, gia đình, văn nghệ gì đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu các bạn đồng ý các bạn nhấn nút, còn không đồng ý không nhấn nút. 1 2 3 hết thời gian. Ngừng hát vậy. Có một sự coi như giật mình vui không hề nhẹ. Sợ không? Bạn sợ bạn gái không nhấn nút không? Dạ cũng bình thường anh, ví dụ nhấn nút em vui hơn, không nhấn nút thì sao? Không nhấn nút thì em gán ra ngoài em liên hệ em làm bài. Nói chuyện với em ngồi mỏi khổ quá. Em gán đứng đi các bạn bên đây. Hai người này hợp rồi chứ. Mà tôi nghi bên đo có ăn gian nè. Chị kìa. Sao quá. Con guốc vậy. Không sao em, miễn là mình tự tin là được rồi. Chị rất thích bản lĩnh của em, cá tính của em. Càng nhanh càng tốt ạ. Nhưng mà bóng chuồng lắm rồi ha. Dạ. Thật tính đó. Cô này cá tính lạ. À, cá tính rất là lạ. Ai đó khô khan đâu, nhìn rất là dễ thương. Mà em đâu, em có cần quan trọng cái chuyện coi tuổi coi thầy gì không? À, chắc cha mẹ em cần với em không để ý lắm rồi ạ. Em tên là Tuấn Anh, hiện giờ em là nhân viên IT của ngân hàng. Rồi, chúng ta sẽ chờ bạn nữ ra. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Dạ. Em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thu Phương ạ. Em nay em 30 ạ. Phương làm việc gì? Em đang làm nhân viên IT luôn ạ. Nhân viên IT luôn? Dạ. Cùng nghề. Trời ơi, đây Thùy Mị dịu dàng quá, đúng là mẫu người phụ nữ của gia đình. Em xinh vậy mà sao không có chưa có bạn trai hả? Dạ chắc tại nghề nghiệp của em ạ. Thường em nhìn máy tính nhiều hơn nhìn con trai ạ. Là sao? Nhưng mà em thích con trai hay thích máy tính? Cấp trước thì em thấy thích máy tính hơn, nhưng mà cấp này thấy cũng hơi buồn rồi, cho nên em thích con trai hơn. Không, mà chị thật sự là chị nhìn thấy em rất là xinh. Mặc dù em không có nhìn con trai, nhưng mà chị nghĩ con trai cũng phải nhìn em chứ. Dạ, cái này tại lên sóng thôi chứ bình thường cũng không có được vậy đâu ạ. Chứ bình thường sao em? Chị tưởng tượng xung quanh máy thì cũng không cần phải gì đâu ạ. Chỉ cần bù xù một chút xíu, mắt thâm đen chút xíu là ra nhân viên IT ạ. À vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà mình đã có mối tình nào chưa? Thoáng qua thôi ạ. Dạ mấy tháng cái em bị đá mất. Em bị đá hả? Dạ. Vậy mình có hôn nhau rồi gì cái nào chưa? Dạ cũng có một cái. Có một cái hả? Ừ, thì cũng mấy cái. Ta chia sẻ thật tình dễ thương không? Còn bạn có mấy mối tình rồi? 5 mối tình hả? 5 rồi hả? Trời. Giờ vẫn ấy là sao? Thứ nhất là không hợp tính, quan điểm sống khác nhau anh. Quan điểm sống khác nhau là sao? Ví dụ của em là người sống cho gia đình. Bên kia hung một vài cái, bên này hung nhiều chưa? Có anh, bình thường. Bình thường mà hung một vài cái hay nhiều cái? Có cái ít khi nhiều anh. Quan niệm thế nào về sống thử? Em không có thích sống thử. Hồi đó giờ có bao giờ bạn nữ đề nghị sống thử chưa? Có. Rồi bạn sao? Em bỏ chạy luôn. Hả? Quan điểm của em mà không bao giờ em đồng ý. Em không có muốn những cái gì nó phát sinh mà ý muốn. Hồi đó giờ có gì chưa? Quen thì có, nhưng mà đến cái mức đó là không bao giờ. Thiệt không? Thiệt chị, lúc trước em cũng có đi 2 người. Đi đâu? Đi chơi anh, rồi Vũng Tàu. Người ngủ giường hay ngủ chung giường? Người ngủ giường anh. Tại sao ngủ chung giường? Không, cái đó là mình nghĩ tốt cho người đó mà anh. Nghĩ tốt thiệt không? Thiệt. Để hỏi bên đây coi. Nghe vậy thì em thấy người bạn trai bên đó như thế nào? Em thấy được rồi đó. Em cũng không đồng ý với việc đi trước giới hạn, trước hôn nhân. Nhưng mà cái cách thể hiện của ảnh em thấy cũng hơi cứng nhắc à. Chứ giờ ý em là thể hiện sao cho nó đỡ cứng nhắc? Chắc tại em không thích con trai nói nhiều. Nó chỉ cần nói ngắn gọn là anh rất là nghiêm túc với hôn nhân. À, vậy là em thích rồi. Sao em thì mị mà em sẽ nói chuyện ngắn quá vậy? À, dạ tại vì em nói cái bề ngoài nó không có phù hợp với cái tính cách bên trong ạ. Em hơi có chút là hơi khô khan ạ. Em có năng khiếu gì không? Ưu điểm của em á? Dạ em nghĩ là em có trí nhớ tốt ạ. Nó cũng là khuyết điểm ạ. Dạ, trí nhớ tốt mắc gì khuyết điểm? Dạ thù dai. Ưu điểm gì nữa em? Dạ em nghĩ là em thích nấu ăn à. Vậy là nữ tính quá rồi. Ủa mà bạn em chơi hàng ngày bạn nam nhiều hay bạn nữ nhiều? Dạ nam không ạ. Rồi mấy thằng đó không ai thích em chứ hả? Nó coi em giống như nó vậy á. Trời ơi sao kêu bạn nam là nó, rồi cô kia cũng kêu người ta là nó nữa. Dạ tại vì em quen rồi, lớp em toàn là 200 nam à, chỉ có khoảng 2-3 nữ thôi ạ. Phải kêu bằng anh là cho dễ thương với kêu bằng nó. Chưa có cái anh nào tỏ tình với em hết trơn hả? Dạ chưa ạ. Trời đất ơi. Có một người nhưng mà em bị đá hết. Thì có một cái đó thôi á. Dạ, hả? Một cái thôi. Em thích người đàn ông như thế nào? Đừng có nhuộm tóc ạ. Em tại em thấy con trai nhuộm tóc nó không có phù hợp với người châu Á lắm à. Được cao hơn em chút xíu cũng được. Tính tình vui vẻ, em phải có trách nhiệm với gia đình ạ. Bên này có trách nhiệm á. Bạn không thích phụ nữ điều gì? Không tôn trọng nhau hơn. Rồi còn gì nữa? Không biết lo gia đình. Rồi 2 điểm đó thôi anh. Em thích lấy người chồng như thế nào? Tướng mạo ra sao? Chồng em thì đừng ốm quá. Mỗi buổi chiều về thì đừng để em chờ. Về ăn cơm với em. Được không? Em mà thích đi về gia đình. Nó đơn giản quá mà. Đơn giản, cái đó đơn giản. Bạn này cũng thích về ăn cơm với gia đình. Dạ, thường thì không có nhiều người làm được đâu ạ. Thì thường chiều đi nhậu ạ. Hôm nay bạn có đến với người thân của bạn hay không? Dạ, đến với em gái ạ. Bên đây bạn có đi với người thân không? Dạ có rồi, để cho 2 người thân nói chuyện với nhau. Gì kỳ vậy? Coi chị thấy thế nào? 2 người thấy cũng phù hợp với nhau. Thấy tính cách anh này dễ thương không? Ừ, được. Nhưng mà chị em tính hơi khô khan. Sợ là anh không có chiều được chị. Chiều được không? Được anh. Được hả? Mình quen thì tất nhiên mình phải chiều rồi vậy. Vậy thì được ạ. Vậy thì được đúng không? Rồi người thân đồng ý rồi. Người thân của bạn đâu? Chào em. Em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Em thấy Bạn gái này sao? Dạ em thấy chị rất là dễ thương. Và em thấy là giữa anh với chị có những cái điểm chung đó. Hai anh chị thì cũng tuổi tác thì cũng phù hợp, thích hợp với nhau nữa. Tính cách của hai người thì cũng nghiêm túc. Nghiêm túc đúng rồi, tôi thấy là cái đó là cái quan trọng nhất. Và bây giờ để xem như thế nào nha. Thử xem bà bên đây. Dạ, chào anh Quân. Ê, chào bạn. Dạ. Nếu như bây giờ mà đồng ý nhau thì chúng ta sẽ kết hôn liền không? À, càng nhanh càng tốt ạ. À? Cũng móng chuồng lắm rồi ha. Dạ. Thật tính đó. Cô này cá tính lạ. À, cá tính rất là lạ. Ai nói khô khan đâu, nhìn rất là dễ thương. Mà em có cần quan trọng cái chuyện coi tuổi coi thầy gì không? À, chắc cha mẹ em cần với em thì không để ý lắm đâu ạ. À. Em cũng không tin lắm. Nhưng mà rồi em có nghe lời cha mẹ không? Bây giờ chắc cha mẹ cũng hết khó rồi. Vậy là sao cũng được phải không? Mà bây giờ làm IT luôn em chịu không? Cùng nghề với nhau em. Dạ cùng nghề tốt, dạ hiểu nhau hơn à. Vậy ha, dạ. Rồi để chị hỏi anh. Chào chị. Ờ cũng được. Ủa, anh ôi ngồi tuấn tú lắm. Thích bạn gái làm chung nghề với mình không? Em không có quan trọng nghề nghiệp, chủ yếu là người đó cũng có công việc ổn định là được rồi chị. Bây giờ nếu được thì chừng nào kết hôn được? Bên này ta muốn càng sớm càng tốt. Hết năm nay sang đầu năm. Nhưng đã chuẩn bị tinh thần để lập gia đình chưa? Mẫu cái em chuẩn bị xong hết. Có rồi. Nhà không? Nhà có rồi chị. Ở với ai? Ở ba mẹ. Ba mẹ có khó quá không? Ba mẹ em thì dễ, quan trọng là tính tình tốt thôi chứ ba mẹ không có chấm mà phải đẹp hay là giàu hay kiếm tiền nhiều hay này kia. Cô này chắc cô hợp nè, cô này rất là nghiêm túc. Không cho hai người gặp nhau đi, cặp này được nè. Gặp đi, bây giờ cũng ngồi gãi ngứa dữ lắm rồi. Muốn gặp lắm rồi ha. Em màn lên. Bạn tưởng tượng cô bên kia thế nào? Hôm nay đến em còn không biết nữa. Không biết sao biết được, tu chưa biết mà. Rồi về nhìn nha, nhìn cô có giật mình không nha. Xét đánh gì không nha. 2 phút bắt đầu. Chào. Chào anh. Đó, nhà em đi cũng phải gặp những hoạt cảnh. Em cảm ơn ạ. Em hiện giờ sống ở đây được bao lâu rồi? Em ở Sài Gòn khoảng 8 năm ạ. Trước đây mà làm IT có bên rồi có làm bên lĩnh vực nào khác không? Em có kinh doanh phần cứng, nên sau đó em chuyển qua quản trị mạng. Anh cũng làm quản trị mạng à? Anh làm quản trị mạng với bên ATM. Em biết cái đó hình như đi công tác hơi nhiều à? Rồi đi cũng hơi nhiều. Đã hỏi cái ba mẹ làm sao rồi, làm dâu rồi sao rồi, tiền bạc ai giữ rồi cũng lo. Vậy thôi nói về tài chính trước ha. Giờ em mốt là em giữ tiền. Được không? Được, em giữ tiền cũng được. Mà anh không có keo kiệt hay gì. Nói chung hợp lý là mình cứ sử dụng. Còn không thì mình để dành để phòng hờ. Khi mà mình có việc cái gì đừng có phải vay mượn người khác. Anh không có thích điều đó. Rồi anh có hỏi em gì không? Quan điểm của em thế nào cuộc sống hôn nhân gia đình? Em đối với hôn nhân thì em nghĩ là cưới một người cũng gian nan lắm. Cho nên một người thôi hết đời là tốt nhất. Thì quan điểm thì anh cũng vậy đó là dạ. Quen anh cũng quen một và lấy anh cũng muốn lấy một chứ anh không có thích mà quen xong bỏ, đừng nói làm mất thì giờ với làm cho người khác khó chịu. Tình yêu là tính toán quá không rõ ràng đấy, anh thấy được đấy. Bây giờ cảm xúc đi, có cảm xúc gì chưa? Cảm xúc em nhìn bạn thì cũng dễ thương. Anh nhìn em bây giờ dễ thương rồi, mai mốt mà thấy em trong công việc có đổi ý không? Trong công việc thì cũng ở công việc ở công ty, còn về nhà thì mình cứ việc của gia đình. Anh có hay bị hay lạc đường không? Anh là một cái Google của thành phố Hồ Chí Minh. Tốt quá. Em sợ chở em đi chơi hết biết đường về luôn. Cặp này hẹn hò nhau, hẹn hò ở đâu? Chắc trong lòng máy vi tính quá. Nếu mà hẹn hò ở quán cà phê uống nước hoặc đi ăn rồi... Anh có chơi game không ạ? Game anh không có thích chơi. Lát úp em có chơi mà bỏ. Cặp này em bớt rồi, em bỏ rồi. Chứ anh thích chơi gì? Dạ ngày xưa em chơi Warcraft, giờ em bớt rồi. Nói gì một câu thật tình cảm với bạn gái đi. Nhìn lên trời không vậy, nhìn thẳng vào mặt người ta kìa. Thì anh với em gặp nhau thì cũng không nói mà để hiểu thì không được. Nhưng mà nếu được thì anh và em tạo cơ hội cho mình quen. Nếu được thì mình tiến xa hơn. Còn không được thì mình có thể là bạn bè được. À cái này em nói luôn là em không có phạm trù bạn bè với người yêu đâu nha. Không thì quen không được là không được chứ không có bạn bè nha. Nếu mà quen không được là không bạn bè nữa. Không bạn bè luôn. Cho nên là phải chặt đứt đường lui đi anh. Chỉ còn đi tới được thôi nha. Dạ nếu mà chặt, nếu mà đi tới thì càng tốt em. Anh cũng đâu quen, anh cũng không có muốn và bị dừng hay mỗi lần mà mình dừng một cái là mình phải bắt lại từ đầu, mình cũng rất mệt. Dạ. Người ta thường nói IT rất là khô khan. Bạn có thể nói một câu gì đó thật lãng mạn với bạn nữ thử xem nào. Em có nói thích đi. Lãng mạn không? Thỉnh thoảng thôi chứ lãng mạn nhiều quá chịu không nổi thôi ạ. Gãi hoài không tắm hay gì trời. Đây em nói em kêu em nói không nói được gì. Không cứ nói rồi không nói cho ngồi hoài luôn á. Ví dụ anh yêu em gì đó, anh thấy cảm giác trong mắt em có cái gì đó nói đại đi, chạy nhanh lên. Hay đá lông nheo chớp chớp ôm hung cái coi. Hôm phải thôi em làm đây không. Tự nhiên anh kêu làm đây vậy, sao em làm? Kêu làm gì đâu, đâu kêu làm gì đâu. Ví dụ giờ bên kia chủ động thôi, giờ thôi mình sống thử được không? Em thôi em không đồng ý. Thôi chúng ta không nói được thì bấm chuông. Sau khi trao đổi trò chuyện với nhau, chúng ta có thể cảm nhận một chút gì đó nhau và thể hiện bằng nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Nhịp tim hai người có cùng đập với nhau hay không? Có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Nào cái đi nãy nói cho ông đâu mà. Nãy giờ nghe hết cái chuẩn bản đưa ra rồi ha. Chị thấy có men nhiều lắm. Men không hả? Trời ơi, cái này ta nói là để gặp em rồi ta chứng minh chứ giờ ta đâu có chịu chứng minh cho chị đâu. Nãy giờ em cảm nhận cô gái là người như thế nào? Cách nói chuyện thì cũng dễ thương. Về nhà ba mẹ có khó trong cái chuyện mà chọn dâu không? Ba mẹ em thì nói chung dễ lắm. Bạn ơi, bạn tên là gì? Dạ em tên là Tấn Vàng. Họ Võ Tấn Vàng. Cái Võ Tấn Vàng luôn. Dạ. Võ Tấn Vàng bao nhiêu tuổi? Dạ em hôm nay 25 tuổi. Làm nghề gì? Em làm bên khuôn in ấn bao bì anh. Bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào mọi người đây ạ. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Luyến, 24 tuổi, đang làm kế toán ở quận 7. Sở thích của bạn là gì? Dạ, sở thích của em thì thích đi làm những cái công việc mà có thu nhập thêm vào cuối tuần. Giống như là đi làm phục vụ tiệc cưới thôi chị. À dạ, vậy hả? Giỏi quá ta. Tại công việc đó làm từ thời sinh viên tới giờ chị. Còn thời gian mà rảnh rỗi thì hay đi phượt những cái tỉnh miền Tây gần gần ở đây. Nói về một chút xíu về cái điểm mạnh của mình. Em bản thân em thì dễ sống, dễ thích nghi lắm. Ăn uống cũng dễ, rồi sống môi trường nào cũng có thể sống và làm việc được hết. Vậy thì mình cũng có những cái điểm yếu nào thì mình cũng phơi bài đó luôn. Điểm yếu của em đó, nói nhiều. Ví dụ không thích gì cái đó là cứ nói thẳng, nói sổ, nói sàng ra. Là có nhiều người thì không hiểu tính lắm thì người ta không thích. Thứ hai nữa thì rất là tin người. Người ta nói sao mình có thể tin vậy đó. Bạn là quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Phú Yên anh Quyền Linh ơi. Phú Yên hả? Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô được gần 7 năm rồi. Gần 7 năm rồi. Dạ. Bạn trai? Dạ em quê Bến Tre. Bến Tre. Bạn lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em lên khoảng 7 năm. Cũng 7 năm luôn. 7 năm. Vậy luôn. Hai người hẹn nhau lên lượt á. Như vậy thì từ Bến Tre đến Phú Yên nó hơi xa đó bạn trai. Bạn thấy sao? Thường ta nói câu là yêu nhau mấy núi cũng leo mà. Bao giờ tới Phú Yên chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Nếu mà có cơ hội thì em sẵn sàng về. Bạn gái bạn thích đi về Bến Tre không? Dạ Bến Tre em có nhiều bạn lắm anh. Em về Bến Tre được nhiều lần lắm. Nhiều lần mà chưa gặp anh. Dạ. Tấn Vàng đúng không? Chắc anh này trốn kỹ. Vàng phải có kỹ chứ em. Để hở người ta chộp, đâu có được. Đó giờ có người yêu chưa? 3 năm trước em có một mối tình. Quen khoảng thời gian khoảng cách 1 năm. Thấy không hợp chia tay. Không hợp, ai chủ động chia tay? Hình như là chắc hai bên cảm thấy là tự nói với nhau rồi chia tay. Có cãi nhau gì to tát lắm không? Cũng cãi mà cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Ai cãi nhiều nhất? Nói chung là hai bên đều hết anh. Đều hết. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nói về tình yêu thì em có 1. Nghĩ lý do tại sao mình không tìm được bạn trai? Tại vì chị thấy em rất là dễ thương. Cái môi trường kế toán của em á thì trai thì ít, không có nhiều. Còn cái môi trường mà em đi làm thêm mấy chỗ kia thì gặp đa số làm chung với những em nhỏ hơn thôi. Em thì thích những người trưởng chạc hơn em một chút. Cái mẫu người đàn ông mà bạn thích là mẫu người như thế nào? Thứ nhất là phải men, là đàn ông thật sự nha. Chứ nhìn bề ngoài mà men xấu muốn mà ở trong là phải men là cũng không ổn. Để tóc bình thường thôi, không mà uống rồi nhìn dũi thứ này thứ kia. Nhìn sao biết chuẩn men mà không chuẩn men bạn? Đâu mà em cần là cái người đó là thật sự là đàn ông của anh. Nhiều khi có nhiều người nhìn men lắm nhưng mà thiệt sự trong cũng không có men lắm. Bạn nhìn thấy anh Linh là men không? Anh Linh có vợ có con với lại nhìn vậy là em nghĩ là chắc là men rồi đó chị. Chưa chắc. Có vợ có con chưa chắc là nhà. Bây giờ cô gái bên kia có những cái yêu cầu như vậy bạn có thể đáp ứng được không? Mình đáp ứng được anh. Đáp ứng được. Bạn đáp ứng sao? Bây giờ làm sao chứng minh là mình men? Nói chung thì nếu mà có cơ hội để tìm hiểu thêm thì em sẽ chứng minh được. Bây giờ chứng minh liền, tôi phải kiểm chứng, tôi phải coi thấy men tôi mới làm mai. Đó người ta đưa ra yêu cầu vậy. Rồi vậy em làm sao không biết mà làm sao mà em men đó. Nhiều khi em ngại đông người đó chứ. Đâu có sao đâu, mình men là mình không có ngại gì trơn á. Mình ẹo vậy là mình mới nghi ngờ đó. Có gì cứ nói ra hết đi. Đúng rồi đó, giống như anh Quyền Linh vậy là mới men đó. Chứng minh bằng cách nào đây? Trời ơi. Thôi đi coi. Dạ. Thôi đi coi. Bấm coi con chuột cái hay chuột đực. Vậy đó hả? Vậy là men đó hả? Dạ, đàn ông à. Không, cái cô này cô nói nhiều khi nhiều người vậy đó. Không, tức là gọng đây nè đó, mà vẫn là không bấm men. Vô này có con chuột nhưng mà chuột nó chuột cái. Nếu mà chứng minh vụ kia để có dịp hòa hẹn đi liền. Vụ gì? Vụ kia là vụ gì? Không có chứng minh mà thì lúc đó để hai người làm gì? Không có cái đó, để chuyện riêng của tụi em. Con trai mà đeo vòng là thấy không men rồi. Không, vòng là tại vì bà chị họ bà bán bên đồ bán thêm á, thì thấy dễ thương mới tặng cho em. Em tính lột ra lòi nhưng mà nó thấy dễ thương quá, lột ổn quá thôi. Thì hồi lột tặng bạn gái đi, chứ để vậy là thấy là men à, không men rồi đó. Dạ, để bữa nào em lột tặng bạn gái. Bữa nào chút dở màn lên là gặp nè. Bây giờ lột là không được. Sao vậy? Cứng nhắc. Mẫu bạn gái nào bạn không thích? Gái em thích là thêm nó ăn mặc hay lè lẹt quá em không thích. Lè lẹt. Dạ. Nói chung là không lễ phép người lớn em không thích. Chứ phải sạch sẽ gọn gàng, không thể gàng không thích. Dễ nhìn, thon là được rồi, thấp hơn em tí. Chứ phải đảm đang. Trời ơi, nhiều quá vậy. Mình lâu lâu rồi. Còn gì nữa hết thì liên hội qua kia. Còn không có cơ hội nói à, còn gì nữa? Hết rồi. Hết chưa? Dạ, dạ hết rồi. Chắc nha. Dạ chắc. Nãy giờ nghe hết cái chuẩn bạn nó đưa ra rồi ha. Chị thấy có men không nhiều chị? Lắm. Men không hả? Trời ơi, cái này người ta nói là để gặp em rồi ta chứng minh, chứ giờ ta đâu có chịu chứng minh cho chị đâu. Nãy giờ em cảm nhận cô gái kia là người như thế nào? Cách nói chuyện thì cũng dễ thương. Ừ, về nhà ba mẹ có khó trong cái chuyện mà chọn dâu không? Ba mẹ em thì nói chung dễ lắm, chủ yếu là em chịu là được rồi. Chắc chắn chưa? Dạ. Dạ. Về ba mẹ ra không chịu cái là bỏ con ta đi. À, trời em. Dạ. Dễ thương, giống Hồng Phượng quá ha. Về Bến Tre ở không? Cái quan điểm của em và nếu mà có xác định mà quen và tìm hiểu cưới thì sẽ lập nghiệp trên này. Không về Bến Tre đúng không? Sau này già tính sau anh ơi, chứ giờ trẻ là ở đây. Dứt khoát là ở đây hả? Dạ ở đây. Đó, bây giờ dứt khoát là không có về Bến Tre rồi đó. Em thấy sao? Để qua coi mặt. Trời, Vũ qua mặt được thì sao? Không, em thì có cái dự định vậy. Sau này em nghĩ em chắc cũng phải về quê. Tại vì về quê em thì cũng còn cha mẹ thôi, cũng không còn ai hết. Thì cô kia cũng không chịu về thì sao? Nếu mà kinh tế đây phát triển và ổn định thì có thể em suy nghĩ lại. À, suy nghĩ lại. Hôm nay bạn đến đây với ai? Có ai ủng hộ bạn không? Hôm nay bạn em có đi nhưng mà rốt cuộc công việc đột xuất á, không tới được, em đi một mình. À, đi một mình thôi. Dạ. Bạn trai có gì thì người thân không? Dạ có anh. Rồi bạn đi với ai? Có chị em, chị ruột với chị hỏi anh rể. À rồi, chào chị. Rồi em chào chị, em chào chương trình. Chị, em trai mình có khó tính lắm không? Nói chung là cũng dễ lắm. Bây giờ yêu cầu người vợ là đẫm đen, nãy có nói rồi đó. Nhưng mà nãy em có nghe là bé gái này á là không có chịu về quê, hai người cứ cầu cưa là về quê không đó. Thì mình làm ở đây thì kinh tế được thì mình cứ làm ở đây, còn như lâu lâu mình thỉnh thoảng cũng phải về thăm cha mẹ với em ha. Vậy cái công việc là về thăm gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm mà chị. Ba mẹ lớn tuổi em chấp nhận đem lên này phụng dưỡng cha mẹ, cái đó thì bình thường. Rồi cái gì hai đứa thì cho dịp hẹn hò đi rồi coi hợp hay không, với lại cho cơ hội anh chị đưa về Phú Yên cho biết chứ kết hợp du lịch luôn ha. Đó. Hay, chị rất là hay. Chị rất là tâm lý ha. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện và cảm nhận với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào anh. Mình có món quà tặng. Rồi, cảm ơn anh. Cho em hỏi là cái công việc mình đi chợ với nấu ăn á, hai công việc anh thích công việc nào nhiều hơn? Anh thì hai thứ, anh gì anh cũng thích hết. Thấy gì cũng anh nấu ăn cũng được. Quan niệm tình yêu của bạn sao? Ở tuổi này thì cũng không phải là lớn chứ cũng có trẻ nữa. Thì nếu mà xác định là quen thì sẽ chính thức quen là quen một người, không mà vừa này người kia. Theo quan niệm đối với mình nghĩ á, mình quen người ta từ khi người ta phụ mình chứ bây giờ phụ người ta. Công việc của anh làm là cái thời gian là hành chánh thôi hay là có tăng ca hay là có gì không? Anh thì thời gian hành chánh cũng có, thì thỉnh thoảng hàng nhiều cũng có làm tăng ca. Chủ nhật anh có làm không? Chủ nhật anh làm buổi sáng. Thì thời gian đâu dành cho bạn gái? Thì ban đêm anh rảnh mà. Không lẽ hẹn ban đêm không hả? Ban đêm thì thấy nó cũng lãng mạn. Nếu bây giờ lấy nhau về thì bạn gái giữ tiền, bạn trai có đồng ý không? Dạ chuyện đó là đương nhiên rồi đó anh. Chúng ta hãy nhìn vào mắt nhau và nói chuyện trong 30 giây nữa. Như anh ở miền Tây chắc là uống rượu được hả? Anh uống được nhiều không? Uống cũng được à, chút. Em thì thích con trai uống được nhiều. Nhưng mà không phải là đi nhậu nhiều nha. Hút thuốc rượu chè mấy cái vấn đề đó là biết mọi thứ một ít rồi, em không có can thiệp vào mình đó. Anh là hút thuốc có mà hút ít, uống rượu nói chung là có. Trai gái có ít không? Dạ không. Tức là từ có hết hả? Em không có. Bây giờ quay lại cái vấn đề nè, nó hơi đi, bây giờ là chứng minh cái vụ men lại cho tôi coi coi. Đó, hồi nãy nó kéo màn lên nè. Rồi có cách nào không, chứng minh men? Ví dụ như em nói có cơ hội để tìm hiểu ngoài á, em chứng minh. Bây giờ phải làm gì thể hiện trước mặt cổ một cái cho chứng tỏ mình đàn ông coi, quỳ xuống cầu hôn hay là hát một bài hay ôm hôn một cái hay là cái gì đó, em muốn làm gì em làm. Thôi em hát đi. Chịu không em? Hát nhiều khi run quá. Đứng lên mình thể hiện sao cho men đó nha. Đứng lên thôi vậy. Nam nhi đại trường phu không có sợ gì hết á. Gái mới e lệ đó. Đúng rồi. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một vòng tay. Nhưng giờ anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Được rồi. Hát trời gầm luôn rồi đó. Nhưng mà thấy hình như nó cũng chưa men. Thì mị quá hả chị? Không, hát thì mị quá. Bạn gái nói chuyện mới nói thì mị quá kìa. Không, tính tình anh á, vui vẻ hòa đồng với ta lắm. Ít có mà la vẻ này nọ không. Không la vẻ luôn. Nếu mà nữa mà lấy vợ về mà vợ giận thì làm gì cho vợ vui? Giận thì lại ôm cái hùng hát giận. Trời, nói cho tự vỗ tay luôn. Thấy dư vỗ em vỗ theo. Thôi, vậy chúng ta sẽ bấm nút này hả? Suy nghĩ thật kỹ nha. Có 3 tiếng đếm quyết định. Đúng rồi. 1 2 3. Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Một cái giỏ hoa rất là đẹp và một cặp vé xem phim. Tôi nghĩ rằng cũng rất là tốt để các bạn sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn nữa. Bến Tre, Phú Yên kết lại gần với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Cái gì vậy? Giờ vô ôm hôn cái được không? Đồng quá. Cho em ngại. Hả? Rung không hôn được. Rung không hôn được hả? Dạ. Em muốn em về kiểm tra xong em báo chị biết sao chứ chị thấy e lệ lắm nha. Nếu mà có thời gian tìm hiểu thì hẹn dịp khác nha. Em mong là bạn nó sẽ trên 1m7 có bụng bia một tí. Thích bụng bia hả? Trời ơi, trời hơn chút nó cũng được, nó không sao hết trơn. À dạ. Dạ. Bụng bia lắm hả Lan? Bụng bia nhỏ hơn bụng tôi nữa. Ta vậy ta khỏe. Vậy uống bia nhiều vô, có uống bia không? Em bia rượu thì em không uống được mấy. Vậy uống bia nhiều vô cho bụng tự lên thành bia. Có chú Quyền Linh. Làm rễ miền Tây vậy căng lắm. Rễ miền Tây không đúng. Phải nhậu nha. Nhà em thì uống bia thôi nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á. Trời ơi. Căng quá. Căng. Ca này tôi không binh được luôn. Ca này hơi căng á, tức là từ ở ngoài vô cửa phòng là nửa thùng rồi đó. Vũ uống nhiều không Vũ? Em chắc chỉ uống được chưa được 2 lon bia được. Rồi xong chắc không tới cửa phòng rồi. Mới mở cửa chính nè. Mới mở cửa chính là nằm đó luôn. Lúc đó nhờ vợ cứu. Có nhiều người anh ta không uống được nhờ người yêu cứu không à. Thì giờ thôi mình uống được mình nhờ vợ em ơi cứu anh để anh vô tới phòng. Chứ không lết tới phòng là nằm luôn á. Mình phải xác định nha, mình quen con gái miền Tây là căng cái vụ đó lắm á. Vâng, em cũng nghe qua là các bạn nữ ở miền Tây đều uống bia nhậu tối đã là văn hóa rồi. Đúng rồi. Không phải đâu, đâu phải tùy người. Nhưng nhiều cô gái miền Tây cũng đâu biết uống bia đâu. Không phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á. À gia đình á. Gia đình á, người ta hiếu khách là người ta vô là phải uống được. Đón bằng rượu đó. Uống là ly gọi là ly bầu ba đó. Thường là về phải nhậu với nhà vợ đó. Phải giỡn đâu. Chắc không tới cửa rồi đó. Nãy mới nói tới cái điều mà mình thích ở người phụ nữ tương lai thôi, chứ còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn. Em không thích ở bạn gái là thứ nhất là hay ghen lung tung á. Hay ghen lung rồi để về hỏi. Có hay ghen lung tung không? Dạ cái này thì có không. Cái điều em nói đầu tiên là em rất là biết điều. Ở bên đây ta biết điều lắm. Không có ghen lung tung đâu. Nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm. Chào Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Rồi, chào quý vị khán giả. Rồi sẵn trớn mình giới thiệu trước luôn đi em trai. Em tên là gì? Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Vũ ạ. Em sinh năm 1990 và em đến từ quê hương Bắc Giang ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh du lịch về dịch vụ cho thuê xe máy tại Phú Quốc ạ. À, tức là đang ở Phú Quốc luôn hả? Vâng ạ. Rồi mới từ Phú Quốc bay vào đó hả? Vâng ạ. Rồi. Rồi còn bạn gái em? Tên chào chị Ngọc Lan ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hà Phương. Em sinh năm 1994 ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em làm cái gì? Hiện tại em đang làm sales admin cho một công ty phân phối về hàng tiêu dùng ạ. Bên đây là 94 nha. 94 sinh sống tại Cần Thơ. Làm sale hả? Dạ. Làm sale là nhanh nhạy lắm á. Vũ sinh năm 90, 89 hả Vũ? Em sinh năm 90 ạ. 90 hả? Vâng ạ. Vũ 90 bên kia 94 cũng rất hợp lý luôn. Vũ kinh doanh ở Phú Quốc, bạn kia là làm ở Cần Thơ hả bạn? Dạ, hiện tại thì công ty đang nằm ở ngã 7 á, em đi về trong ngày ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, nhà và quê tại Cần Thơ luôn ạ. Quê Cần Thơ luôn? Dạ. À, rồi. Bây giờ từ Cần Thơ lên luôn á hả? Dạ, mới lên hồi khuya. Ừ. Lên hồi khuya luôn. Dạ. Thấy thương không? Bây giờ mình Hai bạn đều ở xa hết á. Mình nói về điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Nhà gái nói trước đi cơ. Về điểm mạnh của em á, em nghĩ là em là người biết điều, hiểu chuyện. Có thể công việc nhà, nội trợ, nấu ăn đều có thể làm được. Công việc xã hội, đi làm, công ty hay là gặp gỡ mọi người đều có thể làm cho bạn nam đỡ mặt. Rồi, ngon lắm. Biết điều là quan trọng lắm. Có nhiều người biết hết nhưng không biết điều thôi. Thành ra biết điều là cực kỳ quan trọng luôn á. Khuyết điểm của em thì có thể là em hơi suy nghĩ nhiều quá vào vấn đề nào đó, đôi khi hơi nóng tính. Với lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi hổ báo cáo trồn á chị. Là sao? Là mình nóng quá là mình sực liền luôn hả? Hồi xưa thì ai ăn hiếp em á thì em im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình. Còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn à. Em sực ngang cho người ta khóc chung với em về em đỡ phải khóc mình đúng không? Dạ đâu có đâu chị, mình nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng. Nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình. Sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không quà. Trời đất. Trời ơi. Chấn nước luôn á hả? Thì kiểu nói đùa mà làm công việc mà không suôn sẻ mà làm cho em bực bội thì nhiều khi cũng cáu cáu hết. Nói chung là cũng cá tính đó. Rồi còn bên kia giận lên trấn nước tao đè xuống nước vậy đó. Đúng không? Mà ở Phú Quốc là biển không trấn biển đó. Đúng rồi. Mệt lắm đó nha. Rồi, thế mạnh của Vũ là gì Vũ? Thế mạnh của em là em linh hoạt trong công việc ạ. Và một cái nữa là em cũng được công ty Samsung đánh giá là được làm kỹ thuật viên cao cấp ở Samsung ạ. Kỹ thuật viên cao cấp luôn. Vậy là trước đây mình có làm ở Samsung hả cưng? Vâng, em làm ở Samsung được 5 năm ạ. Rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ là bạn đang kinh doanh xe hả? Vâng ạ, em đang kinh doanh xe máy ạ. Bao nhiêu chiếc xe máy? Hiện tại thì một mình em là có 30 đầu xe ạ. 30 đầu xe. Vâng. Cứ ai thuê xe cho thuê đúng không? Vâng, em cho thuê cho cả khách du lịch và những khách ở trong khách sạn họ gọi. Rồi bữa nào anh chị Ngọc Lan Phú Quốc cho anh mượn được không? Vâng, ok. Vậy là biết kinh doanh rồi. Nhưng mà cho Lan hỏi nè, là bạn hình như là bạn quê ở đâu? Ở Bắc Giang hả? Vâng, quê em ở Bắc Giang. Mà lý do gì mà mình về Phú Quốc mình lập nghiệp như cưng? Không có thể em ra ngoài này em đi du lịch và cũng có cậu và anh trai em đang kinh doanh ở ngoài Phú Quốc ạ. Nên là em thấy kinh doanh được nên là em cũng tham gia. Vậy là đúng là linh hoạt đó. Kinh doanh ở Phú Quốc là đúng luôn rồi đó. Nhưng mùa này thì chắc thuê xe ít lắm hay không? Vâng, hiện tại du lịch bây giờ đang hạn chế. Ráng đi qua Tết làm sao hay là Tết này cho có khách du lịch là nhiều ha. Cũng đang mở cửa cho những du khách mà tiêm 2 mũi rồi đó. Vâng ạ, đúng rồi. Rất là tốt. Rồi, còn nhà gái, đường tình duyên sao nè? Trước đây thì em có 2 mối tình. Một là thời đi học thì bỏ qua đi. Còn bạn mà em gọi là một mối tình của em đó là cách đây 4 năm đã chia tay rồi ạ. Sao chia tay? Quen nhau lâu không? Dạ, quen nhau cũng được 2 năm rưỡi và chia tay hồi cách đây 4 năm. Thì bạn đó tính quá trẻ con đi. Chị cứ nghĩ đi, phụ nữ mà mình cần người ta bảo vệ. Mà em quen bạn đó có cảm giác như là em bảo vệ bạn đó thôi. Bạn đó... Do là mình mạnh mẽ quá đúng không? Một phần nữa, một phần là bạn đó được bảo bọc kỹ quá từ gia đình nên không có thể xử lý những cái tình huống xã hội rất là kém. Nói chung là không có hợp nhau nữa. Dạ. Rồi nhưng mà mình chia tay 4 năm rồi mình có còn nhung nhớ gì nữa không? Dạ không ạ. Trong em đẹp thôi ạ. Rồi đó, bên đây là sạch sẽ hết nha. Không có cái gì hết trơn trọi á. Vũ. Vâng ạ, em thì... sao? Em cũng có 2 mối tình ạ. Một mối tình vào năm 2014 thì bọn em có quen nhau được 2 tháng. Thì sau đấy không hiểu lý do gì bạn ấy cũng có người mới và nên là chúng em cũng thôi không nói chuyện nữa. Quen có 2 tháng là đúng rồi. Vâng ạ. Chắc còn chưa thấy hợp nhau á. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai của em thì năm 2016 ạ. Và chúng em cũng yêu nhau được 1 năm. Do bạn ấy còn đi học ạ. Thì chúng em cũng hứa hẹn sẽ chờ nhau. mà sau này sẽ lập nghiệp và ở trên thành phố Bắc Giang. Nhưng mà sau đó thì bạn nữ đi xem bói và có nói là tuổi của em và bạn đấy không hợp nhau. Nên là em cũng líu khéo nhưng mà không được, thì thành ra đến lúc chúng em xuống. Thôi thiệt, ông thầy bói này người ta đang yêu nhau coi sao ta bỏ nhau luôn vậy trời. Tại ông thầy bói. Tại ông thầy bói thôi. Rồi ai tin thì ráng chịu thôi. Đôi khi là tình yêu mới gì chưa gì đó cái coi bói rồi. Vâng. Rồi bây giờ hình mẫu lý tưởng của em muốn tìm một người vợ tương lai thì sao? Hình mẫu của em thì giống như chị Mỹ Tâm ạ. Mỹ Tâm. Vâng ạ. Là hát hay, giỏi. Chị rất năng động. Năng động. Cô kia mình anh thấy cô bên kia còn năng động hơn Mỹ Tâm luôn đó. Ủa một trấn nước người ta luôn đó. Lạ em giấu á. À lạ giấu hả? Chưa ra trúng đài đúng không? Đúng rồi, chưa vô. Để tôi qua tôi coi nhan sắc ra sao mà đòi giấu, có bạn gái giống chị Mỹ Tâm. Trời ơi. Em chào chị ạ. Chào em. Vâng ạ. Em hát có hay không? Em hát kém lắm. Hát kém mà đòi quen bạn gái giống chị Mỹ Tâm. Người ta thích quen người khác hát hay người ta nghe. Hát là phải hai người cùng hát với nhau ở nhà nó mới vui. Tự nhiên hát không hay mà đòi quen giống chị Mỹ Tâm. Người ta thích hát người hát hay, có đôi sở thích của người ta. Được rồi. Không? Ừ thôi vậy đi. Cãi không có lại. Giống chị Mỹ Tâm là về sự năng động nè. Xinh đẹp. Muốn xinh đẹp giống chị Mỹ Tâm luôn hả? Không, có nghĩa là sở thích của em là như vậy thôi, còn sau tới đó đầu hay tới đó thì, đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là bạn gái biết chia sẻ và biết tôn trọng mọi người là ok ạ. Bên kia người ta là lanh lắm đó, người ta biết chuyện lắm đó. Tôi nghe mà đó, trấn nước người khác là thấy mệt rồi đó. Đó, về mà đòi giống Mỹ Tâm đi. Em mà đẹp giống, giỏi giống chị Mỹ Tâm em cũng nổi tiếng rồi. Đúng rồi, đâu có đi lên đây đâu. Đúng rồi. Vâng, đấy là do sở thích rồi. Không, cái này là chị hiểu, chị ghẹo thôi. Chứ chị hiểu ai cũng có một cái mẫu hình lý tưởng thôi. Giống như chị nè, chị thích có chồng là giống như anh Giang Đông Gun vậy đó. Mà đâu bao giờ lấy được. Cuối cùng ế. Rồi, để tôi qua anh coi kia giống Mỹ Tâm không, mà mối qua mới coi sao đây. Trời, người ta mỗi người có một nét đẹp riêng. Khác với chú Quyền Linh, không có giống chú Mỹ Tâm. Không ai giống được hết chứ. Nhưng mà thật ra là cô này á, là mình nghe bên kia là mình đã thích cái cá tính của ấy rồi. Một con người rất là mạnh mẽ. Cá tính như thế có thể cũng rất là thành công trong mọi công việc. Nhưng mà đôi khi cá tính như thế thẳng quá đó, và đôi khi nó cũng thất bại trong nhiều công việc luôn. Sẽ có những cái hạn chế, cho nên là mình phải biết tiết chế nó lại. Tiết chế thế nào, cần trấn nước rồi lúc nào là bắt ta trấn nước mình. Tôi phải giả bộ đó đó, khóc em anh trấn nước em đi, thí dụ thế. Cái cá tính anh trấn em đi. Chứ không phải lúc nào mình cũng bung cái cá tính của mình lên là rất là mệt luôn. Thật ra bạn bên kia bả hiền lắm. Anh thấy bạn bên kia là về chắc là bị nhà gái ăn hiếp rồi đó. Đâu có, em đâu có hung dữ mất gì đâu. Nó nói vậy thôi chứ kiểu là vui vẻ vậy thôi chứ em cũng đâu có làm dai đâu anh. Rồi bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích một người có sự tinh tế trong cử chỉ và để ý mọi việc xung quanh đó. Biết quan sát, biết có khả năng giao tiếp tốt và biết cư xử trong mọi tình huống đó. Rồi. Khi mà nói chuyện thì làm em để thì em sẽ im lặng. Còn khi mà em còn ngồi cãi, tức là em đang không chấp nhận cái đáp án mà nó trả lời với em rồi đó. Cũng căng rồi nha. Làm sao cho em nể mới là làm. Cái vấn đề đó là vấn đề khó mà lý do tại sao mà em ngồi ở đây. Đó, cái đó là hơi khó đó. Thật ra bây giờ á là người đàn ông không biết làm sao cho người phụ nữ nể luôn á. Khó đó. Ở cái tâm. Hả? Ở cái cảm xúc với cái tâm mà, với là những cái mà hoạt động hàng ngày á anh. Khi mà một sự việc nhỏ diễn ra thôi, cái cách mà bạn đó giải quyết sự việc đó em nhìn thấy. Nó không có đáng gì hết nhưng mà em nhìn từ xa em để ý hết. Để ý từng ly từng tí vậy đó hả? Không có phải là tính toán nhưng mà mình sẽ để tâm những cái việc tốt của bạn đó. Rồi, có thích chiều cao mập lùn như thế nào không? Em thích trên một, em mong là bạn đó sẽ trên 1m7, có bụng bia một tí. Thích bụng bia hả? Trời ơi! Trời hơn chút nó cũng được, nó không sao hết trơn. Dạ. Bụng bia lắm hả Lan? Bụng bia nhỏ hơn bụng tôi nữa. Tao vậy tao khỏe. Vậy về uống bia nhiều vô, có hay uống bia không? Em bia rượu thì em không uống được mấy. Về uống bia nhiều vô cho bụng bự lên thành uống bia. Căng lắm á chú Quyền Linh. Làm rễ miền Tây vậy căng lắm. Rễ miền Tây là không, đúng không? Phải nhậu nha. Trong nhà em thì uống bia thôi, nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á. Trời ơi. Căng quá. Căng. Ca này căng. Ca này tôi không binh được luôn. Ca này hơi căng á, tức là từ ở ngoài vô cửa phòng là nửa thùng rồi đó. Vũ uống nhiều không Vũ? Em chắc chỉ uống được chưa được 2 lon bia được. Rồi xong chắc không tới cửa phòng rồi. Mới mở cửa chính à. Mới mở cửa chính là nằm đó luôn. Lúc đó nhờ vợ cứu. Có nhiều người anh ta không uống được thì nhờ người yêu cứu không à. Thì giờ thôi mình uống không được mình nhờ vợ. Em ơi cứu anh để anh vô tới phòng. Chứ không lết tới phòng là nằm luôn á. Mình phải xác định nha, mình quen con gái miền Tây là căng cái vụ đó lắm á. Vâng, em cũng nghe qua là các bạn nữ ở miền Tây đều uống bia nhậu tốt ạ. Là văn hóa rồi. Đúng vậy. Không phải đâu, đâu phải tùy người. Chứ nhiều cô gái miền Tây cũng đâu biết uống bia không đâu. Không phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á. À, gia đình á. Gia đình á, người ta hiếu khách và người ta vô là phải uống đón được. Đón bằng rượu, đó. Ừ. Uống là ly, gọi là ly bầu ba đó. Thường là về phải nhậu với bà vợ đó, phải giỡn đâu. Chắc không tới cửa rồi đó. Hồi nãy mới nói tới cái điều mà mình thích ở người phụ nữ tương lai thôi, chứ còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn. Em không thích ở bạn gái là thứ nhất là hay ghen lung tung ạ. Hay ghen luôn rồi, để về hỏi có hay ghen lung tung không? Dạ cái này thì tuyệt đối không. Cái điều em nói đầu tiên đó là em rất là biết điều. Ở bên đây ta biết điều lắm, không có ghen lung tung đâu. Nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm. Chấn nước rồi. Đóng cửa lại uống chừng vài ly nữa là mệt luôn á. Không, như vậy là cũng đúng rồi. Người ta biết điều, người ta không có làm mất mặt ở trước mặt người khác. Chỉ có đi về phòng thôi. Tức là không làm mất mặt ở trước mặt mọi người. Nhưng mà sau làm nát mặt ở sau lưng mọi người. Thì phải có cái gì thì người ta mới làm nát mặt thôi chứ. Rồi ghen thôi, rồi còn gì nữa không? Nói chung là biết chia sẻ, quan tâm và tôn trọng mọi người lao kia. Bên đây là có thừa, biết chia sẻ, quan tâm rồi. Rồi. Thật ra là Vũ không ốm gì mấy đâu, tướng này chắc chắn luôn á. Giờ ăn nhiều là mập thôi. Về Cần Thơ lẩu mắm này kia không? Vâng. Ăn bánh xèo này kia là bảo đảm là mập liền à. Giờ em nuôi là bao mập nha. Em bao mập bán quán cơm nữa nha. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai bạn gặp mặt đi. Bạn nữ đi với ai cưng? Em đi với em trai em, nhưng mà giờ này đang đi ra ngoài thi rồi. Thi online nên không có mặt ở đây rồi. Vậy hả? Thôi vậy chút mình hỏi sau cũng được, hoặc là ông Mai bà mối giúp cho. Hỏi chú Quyền Linh giúp mà. Bạn trai đi với ai cưng? Hôm nay do lịch bay nó gấp quá nên là em cũng chỉ bay một mình vào rồi ạ. Rồi, được rồi. Tôi thấy thế này nè, nhà trai tôi tự đánh giá nha. Nhiệt tình nè, tự thân vận động nè, tự lập nè, gọi là lanh lợi đó, hiền, cũng hiền nhưng mà biết kinh doanh, biết làm ăn, có ý chí cầu tiến nè, đó, từ ở xa Bắc Giang vô đây tự lập luôn, đó. Nhưng cũng hơi nhát gái, cũng không phải là người cua gái hay là thấy đứng núi này trông núi nọ, dễ thương, đó tôi đánh giá nhà trai vậy đó. Cho nhà gái cảm nhận. Hơi thiếu bụng chút thôi. Bụng không có lo, trời ơi, về bụng dễ lắm sao? Về ăn một vài tháng là bụng bự à. Còn bên nhà gái tôi thì tôi cũng tự đánh giá là cô gái của tôi rất là xinh xắn, giỏi làm việc nè, rồi còn giỏi buôn bán nữa, đúng không cưng? Dạ. Em lại nhà hồi nãy em nói em có bán cơm đúng không? Dạ có bán cơm. Đó, giỏi buôn bán, biết điều, biết chuyện, biết nhậu luôn. Đó. Ít thôi, nhập ít thôi. Nó thấy được không? Ổn định đó, tướng tá rồi, rất là ngon lành. Nói chung về ăn cơm trái chừng vài tháng rồi. Em phụ bán cơm vài tháng làm mập à. Không lo. Rồi, hai người tự gặp nhau xong rồi mình đưa ra chính kiến của mình nha. Mở rào. Rào mở. Bắt đầu đi Vũ. Hôm nay đến chương trình thì anh cũng có một chút quà nhỏ này gửi tới em. Dạ em cảm ơn, em cũng gửi. Mở ra Vũ, mở ra Vũ. Dạ. À, anh mở quà trước đi ạ. Với em thì em thấy cà vạt là cái món xuất hiện nhiều nhất trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông. Nên em mong món quà này nó sẽ xuất hiện một sự kiện nào đó quan trọng của anh à. Cảm ơn. Ướm lên thử luôn coi nó đẹp không đây, cầm hộp cho. Đây chị cầm này cho. Rồi em ướm lên đi. Em chưa biết thắt cà vạt ạ. Về học thắt sao không sao tùy hết. Tùy nếu có điều kiện á. Hợp nào với quần, hợp với cái quần, hợp cái quần luôn. Định mệnh. Định mệnh đúng luôn. Đó. Cái màu cà vạt hợp với cái quần. Giống như cái màu cà vạt của Linh nè. Hợp với cái quần luôn. Không. Cái đó không ai kêu cà vạt hết. Nàng phải cà vạt. Cái đó kêu là cái nơ. Cái nơ. Đứng giống phụ bàn ghê. Rồi em mở cái quà ra coi là cái gì. Em mở đi. Dạ. Đưa ra cho khán giả. Một sợi dây chuyền á. Đeo luôn. Em đeo cho bạn gái. Đó mọi người thấy không? Gọi là số phận duyên nợ rồi. Chương trình đâu cho biết trước đâu mà mua cái màu giống ghê luôn. Rồi nè. Chương trình này các bạn tự mua quà chứ không có ai mà cho biết trước đó, đúng không? Dạ. Vậy mà mua giống cái quần rồi đó. Chắc là ai khiến. Đeo đi về sau đeo về bán cơm, phụ bán cơm luôn đó. Trời, nó hợp với bộ đồ luôn chứ. Dễ thương lắm á. Rồi quay phía trước coi. Quay đằng trước. Cảm ơn. Rồi rồi, ngon lành luôn. Dễ thương. Cái này là tinh tế nè. Rồi hai bạn trò chuyện với nhau đi, thấy nhau làm sao? Bán cơm ngon à. Anh cho em hỏi anh là anh đã về Phú Quốc lâu chưa? Anh vào Phú Quốc kinh doanh được hơn 2 năm rồi. Anh có dự định là cùng gia đình vào đây không ạ? Hay là anh như thế nào ạ? Hiện tại thì đang có anh trai và chị dâu đang kinh doanh cùng anh ở trong này. Dạ. Có gì muốn hỏi em không ạ? Em hiện tại là đang ở Cần Thơ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và mình làm gần nhà luôn ạ. Cách nhà 35 cây. 35 cây. Là ở đâu? Dạ làm tại ngã 7 luôn ạ. Ngã 7 Hậu Giang ạ. À ngã 7 Hậu Giang. Đâu tới 35 dữ vậy? Từ nhà con đi lên thì thường là con đi 45 phút á. Đi một lần đi từ 45 phút. Rồi hỏi em hỏi nữa nha. Em muốn hỏi đi. Anh có ước mơ hoặc là một cái dự định nào mà anh chưa thực hiện được không ạ? Dự định của anh thì anh muốn kinh doanh mở rộng thêm một số cái nữa ở Phú Quốc. Dạ. Rủ bạn gái ra Phú Quốc quán cơm. Khi nào mà sau chương trình này nếu mình có duyên thì mình sẽ ra Phú Quốc chơi một chuyến. Dạ. Em có thể mướn một bằng cho ra đó bán cơm được không? Được ạ. Em nhận xét gì về anh ạ? Anh hiền. Em đang hơi sợ là anh hiền quá có bị em ăn hiếp hay không? Em không muốn ăn hiếp người khác, em chỉ muốn là ai đó bảo vệ em thôi nên. Đúng rồi, có nghĩa là mình tôn trọng nhau. Anh là tại vì anh hiền hay là tại vì anh đang run vậy? Anh thực sự anh rất hiền. Tại vì cũng rất nhiều người đánh giá như vậy rồi. Người ta hiền thôi nhưng mà là cái chuyện bảo vệ bạn gái nó lại là một cái chuyện khác. Trời ơi, nhỏ nhỏ con chứ khỏe lắm á. Đi đánh võ không Cưng? Nhỏ có võ em đó. Em không biết võ nhưng mà em biết chơi thể thao. Bơi ạ, đá cầu và đánh cầu lông. Đó, em muốn chứng minh sức khỏe của anh không? Dạ, em mà gớt xuống sông anh vớt em lên được là mừng rồi. Em không biết bơi. Khi nào em ra Phú Quốc anh sẽ dạy cho em bơi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi dự định tương lai thì sao? Ở Phú Quốc luôn hay là đi về Bắc Giang hay là đi theo vợ theo Cần Thơ? Dự định thì em cũng muốn kinh doanh và lập nghiệp luôn ở Phú Quốc. Rồi Phú Quốc là thiên đường đó. Sau này đi 5-10 năm nữa đi. Vô Phú Quốc khó lắm á, không có đơn giản đâu. Về Phú Quốc đi. Còn em cũng muốn về Phú Quốc cùng anh cơ. Nếu anh cứ em về thì em về thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi, ấm lòng ghê. Người ta giỏi lắm, ở đâu người ta cũng kinh doanh được, ở đâu người ta cũng sống được hết trơn trọi á. Bây giờ đơn giản làm về Phú Quốc, hai đứa liên lạc, yêu thương nhau về Phú Quốc, chuẩn bị cái quán cơm. Cứ kéo về là bán cơm là ngon. Vợ bán cơm, chồng cho thuê xe. Vâng. Không hết luôn, bán thủy hải sản mở cái quán luôn ngon. Đúng không? Cô này cũng lanh lợi, cô bán được lắm á. Em nhìn thấy bạn ấy rất hiền lành. Lanh đó, muốn bán là được đó. Anh nói là anh thích người lanh, nhưng mà sao em gặp anh gặp em mà em cứ cảm giác nó cứ sao sao á chị. Em đang lấn cấn cái gì bày tỏ ra hết luôn rồi chị giải thích cho. Nhưng mà em đang không biết là bạn đó có đang hài lòng về mình hay không, nhưng mà em cảm giác như là bạn đó hơi ngần ngại. Nên em chưa rõ được cái nói suy nghĩ của bạn đó. Nói luôn đi Vũ. Anh thì không có ngần ngại gì về cái vấn đề là ở lấy vợ ở xa như nào cả. Điều quan trọng là hai người hiểu và chia sẻ với nhau là ok. Không, ý người ta hỏi là ngay tại thời điểm này nè. Đúng rồi, ngay tại thời điểm này. Còn thấy cái việc mà có... sợ là em sợ nè. Em có sợ gì người này không hay thích người này không cứ nói hết. Thích không? Nhìn cái là thấy thích chưa? Em thì em thấy thích bạn nữ ạ, chứ còn em không thích bạn nữ thấy chưa? Người ta thích đó. Em cũng không biết nữa sao mà em thấy nó cứ sai sai. Sai sai là sao? Người ta nói thích rõ ràng luôn á. Người ta thật thà thôi chứ không có nhút nhát đâu. Người ta kinh doanh kiểu đó mà làm sao mà một ngày tiếp biết bao nhiêu là khách. Rồi có những khách hiền, có những khách kỳ cục, người ta vẫn xử lý được hết mà. Vậy thì bạn đó ít hỏi em quá nên em có cảm giác như là bạn đó không có tò mò về em hả chị? Tò mò liền em, tò mò liền, hỏi liền. Cái người ta tò mò, hỏi ủa sao mò, ủa sao tò mò. Phải tò mò chứ, tò mò thì mới cảm giác là người ta đang hứng thú với mình, người ta đang có quan tâm tới mình. Còn không ai nói gì tới mình cũng hơi... Đâu phải ta tò mò ta mới thương em đâu. Nhiều khi ta tò mò mà ta không thương. Có người ta không tò mò mà ta thương đấy, ta nói thiệt luôn là thích luôn rồi đó. Bây giờ nè, em tới Vũ theo em nắm tay hoài rồi. Trời ơi, nắm tay cô gái đi. Dạ. Đó. Xin nắm tay em được không? Dạ. Chặt vô nhìn đúng không? Cô ấy đi. Vũ đang nghĩ gì về cô gái ấy? Vũ nói đi. Nói cho cô ấy biết. Anh nhìn em rất xinh, là xinh gái, dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh muốn sao? Em có điều gì ngần ngại anh? Em không an tâm lắm. Em không an tâm điều gì? Chắc là do khoảng cách đúng không? Khoảng cách là như nào? Kể cả bạn trai trước đây, những người em tìm hiểu trước đây thì họ ở rất là xa Hà Nội, cũng không có gì là khoảng cách đó. Với em không có khoảng cách, chỉ là khi mình gặp nhau mình tò mò, mình hiểu nhau, mình có tương tác với nhau tốt hay không. Còn em đang lo sợ là chúng ta đang tương tác không có tốt. Tại vì cái thời gian mà chúng ta mới gặp nhau nên là cũng không có thời gian để nói chuyện nhiều. Hẹn nhau một lần, hai lần nữa thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề để mà nói hơn. Dạ. Anh nói gì cho em tự tin lên chút đi. Anh sẽ tặng em một bài thơ đúng không ạ? Đó, dạ, trời ơi. Thằng kia sao anh biết, em không mở điện thoại được không? Trời, mở điện thoại luôn. Đêm nay anh thao thức viết thư tình gửi em, người mà anh sắp gặp, mong ngày được sánh bước. Anh ước mỗi ngày được cùng em dạo biển, đón ánh nắng bình minh, cùng nắm tay cảm nhận, thả hồn vào thiên nhiên, nơi tình yêu hạnh phúc sẽ đong đầy yêu thương. Cảm ơn anh. Ông đang trả bài hả? Người ta không có... Đúng không? Đang trả bài, người ta đọc thơ, người ta phải nắm tay bạn gái, người ta nhìn vào mặt bạn gái. Ví dụ quên bài thì ngó xuống, liếc xuống một cái thôi. Người ta không có kỹ năng đọc thơ. Vậy rồi làm sao mà người ta cảm nhận được? Ủa, đọc thơ hay chưa chắc có tình yêu đẹp. Người ta đang mong muốn một cái cảm xúc. Một cái cảm xúc ông Mai hiểu không? Phải học, cái gì cũng phải học hết. Phải học phải không? Chứ không phải cái gì cũng ấy hết trơn á. Học hết á. Ví dụ đọc thơ, bây giờ em nhìn lại đi, em có thuộc bài thơ nào thơ nãy qua vậy? Em tự viết nhưng mà em có một số câu kiểu em không nhớ. Quên được, không? Em viết. Bây giờ thử cầm tay đi. Tôi nhớ được cái câu nào đọc cái đó coi nó khác liền. Một tay cầm điện thoại. Không cần điện thoại. Không cần luôn hả? Nhớ cái gì đọc cái đó hay nói tự đáy lòng của mình được, cầm hai tay. Nói cũng được, đọc cũng được, đọc cái gì cũng được. Đọc nhiều. Phải chân thành vô, tự tin lên. Đêm qua anh nằm thao thức. Hết thuộc rồi. Tự nhiên em quên mất. Anh phải tha cho ảnh giác này đi chị. Đêm qua nằm thao thức. Anh bỗng nhớ về em. nhớ cái gì nó ức. Bỗng nhiên anh hơi tức à? Hổn thức đó, thử coi. Tao không có kỹ năng, thật ra cũng khó ép lắm, đúng không? Nó rất là hiền luôn rồi đó. Rồi bây giờ nè, em biết hát không? Hát nghe một bài thằng ấy đi. Không biết hát ạ. Ừ. Rồi em biết hát không? Hát tặng bài đi. Em xin hát một hai câu thôi nha. Rồi đứng xích xích đi nè, thụt lui. Rồi em đứng xích lại. Dạ. Rồi vẫn nắm tay nhau đi đó để nhớ nhau nè. Tình anh như đứa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Hay quá. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi nào, về chỗ ngồi đi. Bà mối thấy làm sao? Thấy ca này khó quá. Không có gì khó cả. Bạn gái thì rất là mong muốn có một cái chính xác hơn là một bờ vai để nương tựa. Tại vì như bạn gái chia sẻ lúc đầu là cái người bạn trai cũng không cho bạn gái một cái cảm giác được che chở. Cho nên đang rất mong có một người có thể che chở được cho bạn ấy. Thật ra cô gái cần gì phải che chở? Mạnh mẽ quá nó mệt lắm ạ. Quay quá mạnh mẽ, quay quá cá tính. Để tìm một người đàn ông che chở cô ấy, phải tìm người mạnh mẽ gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần cô ấy. Người đó tìm đâu ra? Thật ra là mỗi người cô gái cá tính đều rất là khổ, thậm chí vất vả nữa. Cái đó là gọi là số mệnh, định mệnh rồi. Quan trọng là cái chàng trai có yêu thật tình hay không. Thậm chí có những cặp vợ chồng, những cái đôi trai gái yêu nhau đó, người đàn ông chấp nhận lùi về phía sau luôn. Người đàn ông chấp nhận gọi là, ta gọi là dưới cơ người phụ nữ luôn, để được yêu thương. Có như thế. Để kiếm một người hơn mình khó lắm, nhất là phụ nữ càng cá tính là càng khó tìm một người đồng hành với mình. Nhưng mà vấn đề là hai bạn phải thông được cái vấn đề đó, và hai bạn phải chấp nhận được cái việc đó. Mình phân tích cho các bạn nghe để các bạn có thể cảm nhận được những điều đó. Anh thấy ở Vũ á, có một điều là một chàng trai rất là hiền lành luôn, nhút nhát. Để tìm ra một người nhút nhát như thế này cũng khó lắm. Anh ấy nếu mà người ấy mà mạnh mẽ cá tính thì anh ấy không có mặt ở đây đâu. Có bồ lâu rồi. Có bồ lâu, thậm chí bồ nhiều nữa. Đó, đó cho nên là em, tùy em chọn thôi. Em phải suy nghĩ cho kỹ nha bé. Vũ chững chạc nè. Vũ biết làm ăn là từ Bắc Giang mà đi vào Phú Quốc, một thân một mình vào đó, thành lập một cái nơi để kinh doanh cũng rất là bản lĩnh luôn. Chu đáo, chuẩn bị quà từ ở ngoài Phú Quốc bay vào đây, chuẩn bị đi mua sắm một cái sợi dây chuyền cho người phụ nữ chưa quen biết. Điều này cho thấy rằng là bạn ấy rất là kỹ lưỡng, rất là chu đáo, thậm chí là rất là ga lăng nữa. Đó, nói như vậy cho các bạn biết rồi. Còn bây giờ quyền quyết định là do các bạn thôi. Chúng ta cảm giác nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta bấm nút, đừng ngần ngại gì cả. Nếu không thấy rằng không có gì cả, không cần bấm. Quyền quyết định của các bạn. Nào, để tay vào nút bấm đi Vũ. Bên tay trái nè Vũ. Chúng tôi sẽ đếm tới 3. Thật ra thì nãy giờ các bạn đã cảm nhận hết rồi, rất là lâu rồi. Khán giả truyền hình chỉ xem có mười mấy phút thôi, nhưng trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mỗi cặp đôi họ có cả tiếng, hơn tiếng đồng hồ để cùng trao đổi, cùng nghe người thân góp ý luôn. Tất cả mọi cái cảm xúc, cảm giác họ đều được trải qua hết. Nhưng với chương trình phát sóng thì có 15 phút, 12 phút, nên có nhiều người nói rằng là tại sao đếm có 3 đếm mà bắt người ta quyết định. Thật ra họ gặp nhau rất lâu rồi nha cả nhà. Có một cái điểm rất là đặc biệt ở hai bạn này, đó là dường như hai bạn có một cái thần giao cách cảm gì đó. Hai cái món quà của hai bạn tặng cho nhau nó rất là hợp với hai bạn, hợp tình, hợp lý luôn. Cho nên là hai bạn phải nhớ tới cái chi tiết đó để mà chúng ta có nên quyết định bấm hay là không. Rồi, thích thì bấm ngay tức khắc, không chờ đợi. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn nữ không bấm. Thật ra thì chúng tôi cũng biết kết quả rồi, không vấn đề gì cả. Đó là quyền quyết định của các bạn. Không sao, trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái sẽ thấy hợp với chàng trai, sẽ bấm cho chàng trai và gửi đây lời chia sẻ đó về chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trên sóng truyền hình cũng rất nhiều chàng trai sẽ thấy mình hợp với cô gái, mình bấm mình gửi về thông tin về chương trình thôi. Em gái vẫn giữ quan điểm đó đúng không? Lý do vì sao em không bấm nè? Vẫn là sự lo lắng thôi ạ. Cái cảm xúc, cái cảm giác của mình nó chưa có hoàn toàn để gọi là an tâm đúng không? Đúng rồi. Cái sự an tâm mọi việc của em có thể buông xớt tất cả mọi việc, kể cả anh nói em về Bắc làm dâu em cũng không ngại. Với em không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà em cần sự thật sự an tâm. Tức là em cần một người mạnh mẽ hơn mình chút xíu. Cũng không nhất thiết là phải mạnh mẽ, nhưng mà để cho em cảm thấy là bên cạnh người đó em an toàn thôi. Với một cái kinh nghiệm của anh đó, dạ, thì anh an tâm về người đàn ông này. Với kinh nghiệm của anh đó nha, dạ, an tâm người đàn ông này thuộc người đàng hoàng đó. Thôi thì đó là quyền quyết định của em. Chúng tôi trân trọng những quyền quyết định của riêng mỗi người. Nhưng mà coi như bữa nay mình không có phận nhau đi ha. Dạ. Thôi chúc cho mỗi em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Dạ. Xin lỗi. Vâng, em cảm ơn chương trình. Xin lỗi anh. Hãy giữ lấy những món quà kỷ niệm của mỗi bên để chúng ta có một cái kỷ niệm đến với chương trình nha. Đứng đây đi Vũ. Về đeo cái nào lâu lâu nhớ bạn gái. Bên kia thì giữ lấy món quà. Lâu lâu mình chợt nhớ rằng chúng ta đã có người bạn gần như là xém là định mệnh của nhau. Số mệnh, xém là định mệnh của em nhau. Cũng thường đi du lịch lắm, và chuyến đi tiếp theo của em cũng sẽ là Phú Quốc. Mong là sẽ muốn xe của anh. Biết đâu ở nơi đó mới xảy ra định mệnh của hai bạn. Chính xác. Biết đâu mướn xe rồi mượn xe rồi xe của nhau luôn. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Đây là bộ son Eureka do thép Vina QA dành tặng cho em. Và đây là sản phẩm Amity, tặng trọn bộ sản phẩm Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả, bột giặt Amity gửi tặng các bạn sử dụng. Đây là cốt hủ tiếu do Quốc Việt Food dành tặng cho hai em. Bán cơm nhớ nêm này vô nha em. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn. Và đây là quà tặng bình thủy điện Toshiba. Bình này về nước nóng nè ha. Giờ có thể sử dụng dành cho người lớn tuổi, tặng cho ba mẹ mình cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn em. Cảm ơn chị, cảm ơn chú ạ. Bên này anh nói theo vợ. Dạ, cái đó em càng khoái hơn. Anh này anh Bình Khờ, thật khờ dễ thương lắm. Thì nhìn thấy quà đó, em giống như Bình Khờ hơn thấy quà. Thì đóng phim chắc khờ lắm. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhật Linh, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là cộng tác viên nghiên cứu ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mình nghiên cứu về gì bạn? Dạ, em là làm bên hóa chị. Dạ. Mời bạn nam của mình đi. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh nè. Bạn tên là gì? Em tên Bình nè. Em là 26 tuổi ạ. Em biệt danh là Bình Khờ. Bình Khờ hả? Bạn làm nghề gì? Dạ, thanh tra quận ạ. Thanh tra hả? Căng hả nha? Dạ. Bình Khờ làm thanh tra. Mày căng hả? Khờ sao thanh tra? Biệt danh vậy thôi, chứ thanh tra là quyết liệt lắm á. Đúng là. Đúng không bạn? Đúng. Tại sao Linh nghĩ là chưa có bạn trai? Trước đây em từng quen hai người rồi, mình cũng chia tay đã lâu rồi. Từ đó tới nay thì kiểu càng ế thì lại càng sợ gặp phải người không tử tế, cho nên em càng khép kín mình. Dạ. Còn cái mặt hạn chế của mình, nhược điểm của em là em thích sờ tí ba. Cái gì? Em thích sờ tí ba. Các bạn nghe gì không? Nói lớn lớn xíu các bạn. Dạ, em thích sờ tí ba. Em thích sờ tí ba. Sở thích lạ luôn vậy. Dễ thương mà chị. Bây giờ vẫn còn cái sở thích đó. Dạ. Ba bạn có nói gì không? Dạ không. Nói chung là ba cũng đi quảng bá em dữ lắm rồi cái sở thích này của em. Không, mà dễ thương mà. Dễ thương quá ha. Ba là cũng muốn hối thúc bạn lấy chồng rồi đúng không? Dạ. Chắc ba bạn hết thích cái sở thích của bạn rồi. Kiểu như người khác đó. Rồi bạn trai có trải qua mối tình nào chưa? Em có trải qua mối tình mà cũng không phải mối tình, giống như là em thích một người con gái, nhưng mà đến lúc mà em muốn hổ lộ người đó thì người đó là chuẩn bị về quê nên chưa kịp hổ lộ. Giờ thôi. Dạ. Chỉ có một mối tình nữa thôi. Dạ, chỉ một mối tình thôi. Hôn cái hôn đầu tiên chưa? Chưa nữa anh ơi, nắm tay còn chưa nữa. Ủa sao vậy? Tại em nhút với em không dám nắm tay. Không dám luôn hả? Không dám. Sợ bạn gái hả? Dạ sợ gái. Sợ. Rồi sau này đến đây chị? Thì lên đây đã tìm người yêu mà. Thì sao nói sợ mà tìm? Thì sợ nhưng mà tìm hoài không thấy. Sợ mà thích. Rồi tìm yêu tiêu chí thế nào? Hợp tính nè, năng động, hoạt bát, vui vẻ, tấp tém, người cân đối, hiền. Giống ai không? Tóc chị Cát Tường, mà như tóc dài quá à. Tóc Cát Tường hả? Dạ. Thì tôi mới nghe gì già quá. Tóc dài quá chị ơi. Dài quá không thích, tóc tém. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi yêu nhau thì hai người phải biết chia sẻ với nhau và mọi thứ. Em không thích mỗi người mà khi mà bị áp lực ngoài cuộc sống hay gì đó và làm cho mối quan hệ của hai đứa nó căng thẳng, kiểu như giận cá chém thớt, em không thích như vậy. Mẫu người lý tưởng của bạn? Em thích người đàn ông tinh tế, mạnh mẽ, có ý chí, nhìn chuẩn men. Cái điểm nào bạn không thích? Em không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự? Hói. Hói. Nặng mùi. Nặng mùi. Còn gì nữa không? Em thấy có nhiều người lông tay lông chân nhiều á chị, em anh sợ. Anh dễ thương mà. Em sợ mấy người đó lắm. Anh làm gì anh sợ? Đó. Còn chào chị. Lại đứng gần đây. Không có rồi chị. Được rồi. Ta chân coi. Đây. Được. Không có lòng. Không có bụng bự. Được. Có mà chè hết rồi. Không có nặng mùi. Được. Hói. Không có hói. Hơi. Kệ. Đáp ứng đủ rồi. Cũng được. Mặt ngộ sao ta? Bình khờ mà. Bình khờ. Mặt khờ lắm. Nói chung là cũng được, những cái tiêu chí em đưa ra là được hết. Đứng sát luôn, không có mùi. Nhiều khi xài nước hoa xịn đó chị. Không có mùi thiên nhiên. Nếu bây giờ mà hai người đồng ý nhau thì bạn có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Dạ có. Rồi lấy vợ về ở chung ba mẹ luôn? Dạ ở chung ấy. Để làm dâu hả? Nếu mà vợ không thích làm dâu chị có không? Không biết, về hỏi ý kiến ba má sao. Ví dụ ba má không chịu thì năn nỉ. Không chịu luôn. Thì hỏi vợ, năn nỉ vợ. Vợ không chịu dứt khoát phải đi luôn. Thì biết sao giờ đứng giữa hai ngã đường. Vậy chọn bên nào, đi theo vợ hay ở nhà với mẹ? Chắc theo vợ quá. Theo vợ. Thấy không? Dứt khoát rồi đó nha. Có chịu về làm dâu không? Dạ theo em thì tại vì em không có. Em chào anh. Chào em. Dạ, em không đặt nặng cái quan điểm mà về lấy chồng và làm dâu. Mình thương người ta thì người ta sẽ thương mình. Nếu mà mình biết nghĩ cho mẹ chồng thì mẹ chồng cũng biết thương mình thôi. Em không đặt nặng vấn đề đó. Không sao. Dạ. Anh bên này anh nói theo vợ. Dạ cái đó em càng khoái hơn. Anh này anh bình khờ, khờ dễ thương lắm. Thì nhìn Thái Hòa đó, em cũng giống vậy mà khờ hơn Thái Hòa. Thì đóng phim chắc khờ lắm. Hôm nay bạn đi một mình hay có đi có ai theo không? Em đi với hai người bạn của em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào Quyền Linh. Bạn thấy anh bên đó, anh bình khờ bên bển sao? Em thấy anh cũng khờ thiệt. Chưa chắc đâu à. Thôi em ý mới là ở phía vẻ ngoài thôi, còn phía trong em nghĩ chắc không khờ đâu. Em thấy ảnh cũng tạm. Riêng bản thân bạn là thấy cũng được phải không? Dạ thấy cũng tạm. Rồi cảm ơn bạn. Vậy bây giờ mình cho mở màn coi mặt đi anh Linh. Chưa, để coi bạn mình có đi với ai không. Mình có đồng nghiệp hay heo ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị. Theo em thì em thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn bạn cười rất là có duyên. Bạn mình ở cơ quan có khờ không? Nói chung là cũng tùy cái nào mà ráng cần mà khờ là ảnh khờ dữ lắm. Vậy là ảnh khôn chứ khờ gì. Đó là khờ khôn á. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kéo màn lên nha. Để coi hai bạn. Trước khi kéo màn thì tôi hỏi Bình câu nè. Chứ trong lúc mà vợ mình buồn á, mình làm gì cho vợ mình vui? Nấu ăn cho vợ. Nấu ăn cho vợ. Dạ. Rồi cái gì nữa? Xoa bóp cho vợ. Có xoa bóp nữa hả? Mà làm gì nữa? Dạ, vợ buồn nữa hả? Ừ. Vậy thì mua quà. Mua hoa. Nếu vợ giận nữa. Giận nữa thôi, biết sao vậy. Cái ta khờ với ta quá Linh. Rồi, kéo màn lên. 2 phút để gặp nhau, trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Xin chào anh. Chào bạn. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình xin tặng bạn cũng bông hoa. Em cảm ơn. Em muốn biết là anh là người có hay ghen không? Có hay quản lý, kiểm soát người yêu không? Không, mình không có hay quản lý. Thì chứ tin tưởng nhau là trên hết. Anh tự nhận thấy anh có phải là người nóng tính không? Mình không phải người nóng tính. Cảm nhận mình thế nào? Em thấy ảnh cũng dễ thương, nhìn cũng không đến nỗi khờ. Khờ quá bị vợ ăn hiếp thì sao? Thì chịu sao giờ, giờ ăn hiếp với người ngoài đâu ăn hiếp được chị. Giờ em đâu giống người hay hiếp người khác đâu chị. Vợ nóng quá vợ đánh mình rồi sao vậy? Vợ đánh là thương mà anh. Thiệt á hả anh? Đánh là thương hả? Em thích cái này nữa. Khờ vụ làm bộ nói vậy mốt vậy nó quýnh lại, nó quýnh là thương á. Chị làm em sợ lái xe em dám bấm nút. Ví dụ bạn ấy giờ chủ động rủ bạn đi khách sạn làm sao? Dạ thôi em cũng đi. Thiệt không? Sao không đi? Lý do luôn hả? Chừng kết hôn mới đi. Vậy hả? Dạ. Quyết định giữ trinh tiết hả? Dạ. Hồi đó giờ có ai rủ bạn chưa? Chưa anh ơi. Có rủ ai không? Rất tiếc chưa anh ơi. Rất tiếc. Mày khờ thiệt không ta? Ủa vậy bạn còn rinh nữa hả? Dạ dạ. Ủa kết hôn về nhà chứ kết hôn đi khách sạn làm chi? Đúng không? Đi tuần trăng mật. À đi tuần trăng mật. Biết đi tuần trăng mật có biết làm gì không? Chị hỏi anh có biết không kìa. Rồi hỏi nào đó. Bạn hỏi biết không kìa? Biết. Biết thiệt không? Dạ thiệt. Biết làm gì? Biết bắt chước trên phim. Sai rồi. Vậy là anh có coi phim luôn á hả? Ôi nói gì luôn. Hai người nói tiếp đi. Mỗi người một câu cuối cùng nói về cảm xúc. Mời bạn Bình Khờ nói trước. Ngắn gọn. Nhìn bạn rất dễ thương. Mình rất thích bạn. Em cảm ơn. Rồi. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hay không đồng ý. 1 2. Khoan. Bạn tin rằng bạn nữ có bấm không? Có. Sao biết? Con tim ấy. Con tim nói hả? Tim nói trời dữ. Tim nó đọc ghê đúng không anh? Tim ai đọc? Tim trên TV. Hết thời gian. Bài cảm giác sao? Nắm tay đi. Cứ nắm tay tay coi sao, nắm vô tay coi sao. Đó, nắm chặt vô. Sao Bình, thấy sao Bình? Hay là chưa giờ năm chưa nắm tay thôi. Có giờ cái tay nó làm sao? Tay run quá à. Cảm giác bạn gái sao? Đẹp. Hả? Đẹp hả? Cây thôi từ thôi anh, thôi anh thôi không đi không không phải mình tên gái hung à, gái hung cho không hả? Dạ. Trời ơi gái hung cho cứ hung không hung. Chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chửi tay rồi, nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa là nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Những mối tình của em có gì đặc biệt không bé? Dạ em bị ám ảnh. Sao ám ảnh? Giờ tại vì người đó giới tính không có bình thường nữa chứ. Giới tính không bình thường là sao? Nam, nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Em giữ ba quan điểm không thay đổi, tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao, tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Đó, thứ ba đó là cái người phụ nữ đó là như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình, cái điều này em rất quan trọng. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh ạ. Em làm công việc gì? Dạ hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do, cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Vất vả. Hai bạn đều ở miền Tây Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Thứ nhất đó là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có Tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á với em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng vừa là ưu điểm. Em là người kỹ tính, khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa hả? Khó tánh, khó chịu mà còn lì nữa chứ. Trời. Em trai có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Gần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Vâng. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau, hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề, nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Còn nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhịn. Chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn? 4 ngày. Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend để em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ, thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi, chú nói lại thành một cái câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái phải... gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi, nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu ở châu Phi hay gì vậy đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè. Ít em có mấy mối tình rồi? Dạ, khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những cái mối tình của em nó có cái gì đặc biệt không bé? Dạ, em bị ám ảnh lắm chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới 5 ám ảnh rồi. Quen chưa tới 5 mà ám ảnh. Giờ tại vì người đó giới tính không có bình thường cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy em nói chị nghe để dạ, chị phân. Là nam nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Cái thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài? Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẻ gì cũng được. Rồi, để qua hỏi. Một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùng. Không được lùng hả? Không được lùng. Trời. Bên kia quá lùng. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc? Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không uống rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Con nhậu là bạn gái em nhậu. Bạn gái nhậu mới bạn gái nhậu mới đau chứ. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. Cao không? Dạ cao. Cao không? Có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó. Có bài phán đoán này kia đó. Đọc sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Dạ có, dạ em thấy hiền. Cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè em trai đi với ai? Em dạ em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ 3 quan điểm không thay đổi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? Cao, tại em thích cái dáng như người giống như siêu mẫu vậy đó. Tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không cân xứng, tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Đó, thứ ba nữa là cái người phụ nữ đó là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình, cái điều này em rất quan trọng. 3 cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo, em xác định coi có cao không. Mời em ra đo. Đo luôn hả trời? Còn nếu nó không cao nghỉ chơi về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh, một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm á là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài, mà tài thì lại sinh tai, cho nên là cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện tính lành đó thì thường xuyên niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng cho em một cuốn sổ và một cái bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó là đo đi. À thôi dạ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Tại mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Thông hiểu với nhau nữa. Mà hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người led đó hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường, cái tên em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên, cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều. Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó, người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi ta gặp nhau đó, nó đại khái vậy. À anh hiểu rồi, tức là... Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? Đó, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À. Ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không anh trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá. Nhưng không có tự tin gì hết. Nè, còn gì ta là cô giáo. Chưa có đến lúc phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa. Nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Rồi hỏi như những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé, có tiếng tiếc hay là có tiếc nối hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm rồi. Không có xa lắm đó em, đây qua đó khoảng 4 giờ đồng hồ đó em. Ủa em đi sao mà 4 giờ đó? Từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy đó. Bây giờ hỏi thí dụ như giờ cô gái nói cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹ qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự nếu phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Maps liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Em qua cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Em qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không anh? Không em, hình như là anh không có một người bạn nào ở Cần Thơ hết trơn em. Giờ có Cần Thơ nè, có bạn rồi đó rồi. Em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á, vì bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đón. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Nhưng không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in 1 minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. No speak English. Ok. Bây giờ em cứ thoải mái đi, em cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tệ, anh không biết hát được. Em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, anh đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ. em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước dìu em qua sân nắng, nhặt trái mồng tới chín cho em nặng làm mực, viết nên dòng chữ nhòa chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây, tình thương nhất và từ lâu câm nín. Lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại, màu tím mông tới mang hoa nở trắng cuối mùa tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn, quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy thật sự em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Ừ. Nguyên trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó. Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi, em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết, ba mẹ anh cũng không có gia trưởng, ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là ví dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho người ta dạy không? Xin được thì xin được đó, nhưng mà đôi khi là cái môi trường mới dường như là em không có hợp quá, rồi nhiều khi đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh để mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau, nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay không? Đúng rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn, em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà em thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi vậy hỏi nghĩ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy như là cái sự trống rỗng ha. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. 1 2 3 Thực ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. À. Và nãy giờ nói chuyện nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. Rồi em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên em cũng lấy làm tiếc. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này.